thể không nghĩ tới Hà Lan với vườn hoa Keukenhof. Vườn hoa Keukenhof là một trong ba vườn hoa lớn nhất thế giới với 32 hecta. Đây chính là sân khấu trình diễn của hơn 7 triệu hoa tulip với đầy đủ hình dạng, kích cỡ và màu sắc. Không chỉ đơn thuần là thưởng thức hoa, vườn hoa Keukenhof còn là nơi quy tụ hơn 20 cuộc triển lãm hoa của 500 nghệ nhân trồng hoa, 100 công ty về hoa. Điều này tạo cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp kinh doanh hoa có thể kết nối và phát triển. Với hơn 7 triệu củ hoa tulip được trồng mỗi năm, Keukenhof là một biểu tượng của vẻ đẹp mùa xuân và sự phong phú của thế giới hoa tulip. Mỗi năm vào mùa xuân, Keukenhof mở cửa cho du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan. Khu vườn rộng lớn này được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu vực mang một chủ đề và một loại hoa khác nhau. Từ những khu vườn rực rỡ với hàng ngàn cành hoa tulip đầy màu sắc cho đến các khu vườn hoa ly, cẩm tú cầu và hoa hồng. Một trong những điểm đặc biệt của Keukenhof là sự đa dạng về màu sắc và loại hoa. Dọc theo các lối đi và hẻm hoa là hàng ngàn bông hoa tulip với màu sắc từ tím huyền bí đến đỏ rực rỡ và vàng nắng. Mỗi bức tranh hoa tulip ở Keukenhof là một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên, tạo ra một mảng màu sắc độc đáo và không thể lẫn vào đâu được. Ngoài ra, Keukenhof còn có những khu vườn hoa tulip được thiết kế theo cách độc đáo, tạo ra những hình ảnh ấn tượng và độc đáo. Du khách có thể thả mình vào thế giới màu sắc này và chụp những bức ảnh không gì có thể so sánh được. Nét đẹp của Keukenhof không chỉ là về hoa mà còn là về cách mà các kỹ sư cảnh quan đã sáng tạo ra không gian sống động và thú vị cho du khách. Ngoài việc thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa, du khách cũng có cơ hội tham gia vào các hoạt động giáo dục và văn hóa tại Keukenhof. Tại đây, họ có thể tham dự các buổi hướng dẫn trồng hoa, tham quan các triển lãm nghệ thuật hoặc tham gia vào các hoạt động âm nhạc và văn hóa khác. Keukenhof không chỉ là một khu vườn hoa mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời cho cả gia đình và bạn bè. Trong tất cả, vườn hoa Keukenhof ở Hà Lan là một điểm đến tuyệt vời cho những người yêu thích hoa và thiên nhiên. Với vẻ đẹp không gì sánh bằng của hàng triệu bông hoa tulip cùng không gian sống động và đa dạng, Keukenhof là một nơi mà du khách không thể bỏ lỡ khi đến Hà Lan vào mùa xuân. Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới. Nếu châu Á nổi tiếng với hoa anh đào thì hoa tulip chính là đại diện mùa xuân của châu Âu. Khi nhắc tới hoa tulip, du khách không thể không nghĩ tới Hà Lan với vườn hoa Keukenhof. Vườn hoa Keukenhof là một trong ba vườn hoa lớn nhất thế giới với 32 hecta. Đây chính là sân khấu trình diễn của hơn 7 triệu hoa tulip với đầy đủ hình dạng, kích cỡ và màu sắc. Không chỉ đơn thuần là thưởng thức hoa, vườn hoa Keukenhof còn là nơi quy tụ hơn 20 cuộc triển lãm hoa của 500 nghệ nhân trồng hoa, 100 công ty về hoa. Điều này tạo cơ hội tuyệt vời cho các doanh nghiệp kinh doanh hoa có thể kết nối và phát triển. Với hơn 7 triệu củ hoa tulip được trồng mỗi năm, Keukenhof là một biểu tượng của vẻ đẹp mùa xuân và sự phong phú của thế giới hoa tulip. Mỗi năm vào mùa xuân, Keukenhof mở cửa cho du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan. Khu vườn rộng lớn này được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu vực mang một chủ đề và một loại hoa khác nhau. Từ những khu vườn rực rỡ với hàng ngàn cành hoa tulip đầy màu sắc cho đến các khu vườn hoa ly, cẩm